Cùng anh em tiếp. Và như vậy, map thi đấu là Cobblestone. Vâng, map thi đấu Cobblestone. Đây là một tiếng chuẩn bị đánh bi long. Liquid họ đã bất bài khi họ bắn đến 4 bi long tiếng này. Đây là một tiếng bắn 5 bi long. Vâng, như vậy là nhảy drop rồi, 3 drop tràn ra, đấu súng Stain lau nằm xuống về Azad, đổi mạng đến từ vị trí của Nitro. Bây giờ Twitter cũng được nắp thành công. Giờ là một tiếng 4v3. Nitro có double kill riêng mình. Mixwell có 2 mạng. Bây giờ Mixwell nằm xuống với Nitro, 3 mạng đến từ Nitro, nhưng rớt đổi mạng Nitro thành công. Rớt còn 6 máu, trong khi đó GDM đang còn cho mình 100 máu. Vâng, 100 máu, lợi thế của GDM đang là rất lớn. Và bây giờ thì rớt đang di chuyển về khu vực bomb site A. Vâng, đang xạo lồn. Trận đấu bắt đầu nhanh quá. Giờ chỉ còn lại một mình rớt với 6 máu mà thôi. Bom được di chuyển về A. Và bây giờ thì chưa biết gì đến từ vị trí của GDM. Chắc chắn rớt sẽ có cho mình một vị trí đứng đẹp với tình huống đặt bom rất đẹp này. Các bạn thấy tình huống đặt bom rất đẹp. Và bây giờ sẽ một tình hack não. Bây giờ thì GDM biết được bom A rồi. Bây giờ GDM đang kê, nhưng rớt đã di chuyển sang bên phải khi bom đặt quá sớm. Giờ thì rớt đang góc đứng đẹp hơn. GDM đang walk vào, bắt đầu lộ tiếng đến từ GDM rồi. GDM đang phải check rất nhiều góc. GDM không đoán được rớt đã lùi được sang phải. GDM vẫn nghĩ rằng rớt ở trong bom. Và giờ chúng ta xem GDM sẽ làm gì. GDM đang chổng mông. Vâng, bây giờ thì GDM phải xử lý có gỡ thật hay không. Thời gian không còn nhiều, gỡ fake một lần đến từ GDM. Bây giờ thì rớt vẫn đang nấp điếm. Như vậy rớt đẩy ra và rớt có mạng của GDM rồi. 1-0 dành cho Optic Gaming. Một pha xử lý xuất sắc đến từ vị trí của rớt. Một tình huống mà các thành viên team Liquid họ bắt bài rất chuẩn xác. Nhưng như thế là chưa đủ để họ có cho mình một chiến thắng. Một không dành cho team Optic Gaming. Bây giờ thì các thành viên của team Liquid đang có một round full bài. Một mình GDM là người full Nico, giữ cho mình một khẩu USP và một và không giáp. GDM đang giữ tiền để cho mình round 3 có thể lên được op. Vâng, đây là một phong cách bắn khá là cơ bản dành cho những AWP. Tuy nhiên thì đối với một số player họ tự tin bắn đầu 4 thì họ vẫn sẵn sàng full bài trong những round đấu như này. Những cái round đấu quan trọng như thế này. Không bắn USP. Và giờ thì Optic đang chủ động đánh rất chậm. Bắn solo A đến từ Liquid vẫn là một round đấu solo A. Và giờ thì có một flash để ném ra khu vực drop. Optic họ vẫn đang hold. Họ đang chờ hết smoke ở khu vực belong. Và sau đó thì họ bắt đầu với tràn ra. Và bây giờ thì bắt đầu tràn belong rồi. Sẽ làm chúng tràn xuống đơn giản. Một smoke che gần, bò vào gần. Và sau đó thì búp flash mái bắt đầu tăng ra, chiếm khu vực belong cao. Các bạn để thấy bây giờ thì đấu súng của GDM vừa bắn trúng một viên. Các thành viên của Optic họ đã chiếm được khu vực belong. Bây giờ thì họ đang chờ một quả flash đến từ đồng đội và họ mới nhảy xuống. Bắt đầu là những màn đấu súng. GDM nằm xuống bởi Taric, đổi được một mạng đến từ vị trí của Nitro. Nitro đang lùi lại rồi. Giờ là tục 4v4. Vâng, Elite chưa có mạng. Elite có được một mạng nhưng nằm xuống ngay. Nitro có được một kill cho riêng mình. Bây giờ thì Taric có mạng của Twist. Đáp ba cũng thành công Nitro. Stellau có mạng của Đáp rồi. Bây giờ là 1v1. Stellau có double kill với khẩu Nico. Một đều dành cho thành viên của team Liquid. Vâng, một đều dành cho team Liquid. Một đều. Bây giờ là một tiếng tràn của một A-Long nhanh đến từ team Optic Gaming rồi. Một tiếng phi bom xe A nhanh, trả ra smoke. Và bây giờ thì có phi qua không? Không, quyết định không phi qua smoke. Quả smoke hơi lỗi. Và giờ thì Optic họ đang hold ở khu vực bom xe A 4 người. Một người quay về fake B, đó là Taric chăng? Như vậy là bom đã bắt đầu muốn di chuyển. Không phải, một mình Taric sẽ là người fake bom xe B. Còn 4 player của Optic Gaming họ sẽ bắn A, đánh A. Chắc chắn là như vậy. Optic đang thì cũng fake. Bây giờ Optic vẫn còn quả smoke đến từ vị trí của Taric. Bom sẽ được đánh A. Vâng, Taric sẽ ném quả smoke che nối. Trong khi đó thì hai quả flash của Hazard sẽ ném qua mái và để tràn ra bom xe A. Liquid họ vẫn đang giữ 2A trong tình huống này. Và bây giờ thì chuẩn bị tràn vào mid. Phải có flash búp vào mid. Bây giờ thì chuẩn bị có búp flash hay không? Không phải, một tiếng búp flash rồi. Bây giờ thì tràn vào mid đến từ các thành viên của team Optic của mình. Smoke che nối, lùi lại đến từ vị trí của Nitro rồi. Như vậy là lộ vị trí. Stenlau và Nitro đổi vị trí. Bây giờ Stenlau nằm xuống bởi Hazard. Bây giờ Twist có mạng Mixwell. Bây giờ Twist
Discord double kill, Nitro hạ gục nát thành công. Giờ chỉ còn lại một mình ông Hazard và thôi. Hazard có một bạn trước khi nằm xuống bởi Trick. Tỷ số là 2-1 dành cho team Liquid. Khá là đơn giản. Vâng, một round đấu các thành viên team Liquid có sự cover nhau rất hợp lý. Trick có một tình huống back về ở khu vực tầng 2 rất nhanh ở bom xe A. Vâng, Trick là player trẻ nhất của team Liquid hiện tại và cũng là một trong số những player có skill to nhất ở khu vực North America thời điểm hiện giờ. Tỷ số bây giờ là 2-1 dành cho team Liquid. Hai một dành cho team Liquid rồi. Tại cái mic này nó thế chứ mình bình thường mình nói vẫn mình nói không gần mic ấy thì anh em lại bảo mình nói không vào, khổ vãi lồn ra. Bây giờ Stenlau có một bảng nắp rồi, Nitro có double kill, bây giờ Nitro có triple kill rồi. Vâng, chỉ còn lại một mình Mixwell thì có một vết 5 này, một khẩu Glock. Còn bây giờ thì Mixwell nằm xuống bởi Stenlau. 3-1 dành cho team Liquid. Thực sự thì cũng khó bây giờ nhá. Mình bình thường mình nói rất là nhỏ nhẹ như thế này thì nhiều lúc anh em lại bảo nói lúc vào lúc không, tăng lên thì lại bảo là đến lúc hết to thì lại vào nhiều. Thế thì bây giờ làm thế nào để phục vụ mọi người? Thế là phải có một thằng ngồi bên cạnh, ngồi chỉnh âm thanh cho mình đúng không? Đến lúc mình hết to nó phải vặn nhỏ lại, còn đến lúc mình nói bình thường thì vặn to lên. Khó nhỉ. Sắp tới khéo phải tuyển thêm người. Benten đêm toàn đi chơi người yêu này thì không thể vặn được. Phải có thằng nào vặn được cơ. Như vậy là một thằng đẩy thẳng mid láo, rất láo từ GDM. GDM vừa nằm xuống bởi Taric rồi. Một tình huống phi cực kỳ bối rối từ GDM. Và tôi không hiểu tại sao GDM một tình huống phi vừa smoke và tăng thẳng ra một con nickter thì cũng rồi. Rất dị luôn. Trong khi đó Taric không hiểu tại sao chỉ còn có 6 máu mà thôi. Vâng, cái mic này 3-4 triệu rồi mà vẫn phải thay à? Giờ thì ta Stenlau đẩy ra, Stenlau bắn lơ chỉ có một mạng thứ vừa rồi. Vâng, tuy nhiên thì hai player của team Austin đều yếu máu, Nap và Taric đều đã đỏ máu rồi. Bây giờ là một tình huống solo A bắn 2B. Vâng, hai đối đầu với 4 nhưng hai người đỏ máu thì vẫn là cơ hội. Bắt đầu nhảy xuống drop và bây giờ Street đang bách ngược lại. Và giờ thì chúng ta cũng xem nhảy xuống drop đến từ thành viên của team Optic Gaming. Và giờ thì Street đang là người giữ khu vực này. Bách về 3B rồi, bắt bài rất chính xác. Và bây giờ thì Liquid họ đang di chuyển đội hình cực kỳ hợp lý. Bây giờ thì Optic họ nhảy hai drop. Không biết là họ sẽ đánh A hay đánh B đây. Hai player đỏ máu thì đứng ở trên. Ra belong của tình huống này thì rất là khó. Như vậy có quyết định nhảy thêm không? Có vẻ như một tình huống nhảy 3 drop rồi. Giờ thì Twitch sai timing, Twitch trả ra một lửa. Twitch có mạng không? Twitch không có mạng nhưng GDM hạ gục Taric. Bây giờ thì nhảy vào. Và bây giờ chúng ta xem GDM. GDM như vậy là Nitro hạ gục Xrel. Elite có mạng của Rush trước khi Nap hạ gục Nitro. Bây giờ 9 máu đến từ vị trí của Nap. Bom đang, Nap đang là người cầm bom. Nap lại là có một tình huống xử lý 1v1 nữa. Chắc chắn là như vậy. Vâng, lại là một tiếng đặt bom xe A đến từ vị trí của Nap rồi. Có vẻ như Elite biết được điều này. Elite đang chạy rất nhanh. Lần này thì Elite có mắc lỗi sai lầm như người đồng đội của anh không? Nhưng lần này có vẻ Elite đang tỉnh táo hơn. Elite sẽ có một tiếng kê trước. Và Nap đang lùi về trong bom. Một vị trí đứng rất điếm đến từ vị trí của Nap. Vị trí đứng rất khó. Thật sự cái góc đứng của Nap là một cái góc đứng không đẹp tí nào. Và Nap cần phải bắn một trong hai viên AK đầu tiên phải vào mồm đối phương. Nếu bắn trượt thì chắc chắn Nap sẽ nằm. Và giờ thì Elite đang check rất kỹ, các bạn thấy. Và Elite đang bò. Check cực kỳ kỹ góc. Elite lại còn có kit cho tiếng này. Bây thì Elite đang bò rất kỹ. Và bây giờ thì có lẽ như Elite biết được Nap ở đâu rồi. Bây thì đoán được rồi. Và bây giờ Elite có được mạng của Nap. 4-1 dành cho team Liquid. Một tình huống check góc cực kỳ kỹ của Nap, của Elite. Các bạn thấy vào bom rất từ tốn, check toàn bộ các góc. Và sau đó thì khi mà check xong thì chắc chắn là biết rằng Nap chỉ có thể đứng ở một chỗ thôi. Còn các bạn thấy một pha xử lý rất hay của một top một player thuộc top team. Bốn một dành cho team Liquid. Đồng anh em mà trừ lương Benten thì mẹ nó còn nhiều tiền hơn, mình khẳng định các bạn. Đồng anh em thử trừ lương Benten xem. Benten giờ mà nó bỏ làm đây thì lương nó còn cao hơn. Và bây giờ làm tụi set up full bom xe B để team Optic cho mình. Một round phóc bài lục giáp khi mà họ thua 4 round liên tiếp rồi. Như vậy là đây là một bài ném 3 quả smoke cắt đôi bom tràn xuống và Mixwell nằm xuống Elite rồi.
Bây giờ tiếp tục thì quả rớt hạ gục Elite với quả bom lửa. GDM có một mạng Hazard. GDM có double kill trước khi GDM bị hạ gục Taric. Bây giờ Stellar đổ được một mạng. Ngay lập tức thì Taric có mạng Stellar. Trích hạ gục Taric thành công. 5-1 dành cho các thành viên team Liquid. Một round đấu diễn ra quá nhanh thì cũng đổi mạng của hai team. Tuy nhiên thì cũng là một round đấu khá là tốt khi mà Optic Gaming họ có được 3 mạng trong round đấu vừa rồi, khiến cho đối phương yếu tiền. Năm một dành cho team Liquid. Bây giờ Liquid họ đang bắn một đội hình cơ bản 3B và 2A. Các bạn thấy rằng rõ ràng trong trận đấu ngày hôm nay thì Liquid họ đang bắt bài rất tốt. Thực sự thì Stenlau là captain của team Liquid hiện tại, họ quá hiểu lối chơi của những player của team mình cũ. Và giờ thì một quả nết được trả vào và Hazard ăn trọn quả nết, và bây giờ chỉ còn 47 máu. Bắt đầu chiếm khu vực A-Long. Vâng, chiếm khu vực A-Long đến từ team Optic Gaming. Mixwell với cục Elite ở khu vực B-Long rồi. Lợi thế người dành cho Optic, họ có tận dụng được hay không đây? Bây giờ thì có một flash được ném ra. Nếu mà trong trận đấu này một trong hai team Optic hoặc Liquid đều vào vòng trong thì gần như các bạn thể thấy rằng hai team NiP và một trong hai team này thì đều, ba team này đều là ba team đều đã trượt vé đến bây giờ, không thể đến được. Và bây giờ đẩy ra không được rồi. Hazard có mạng Stenlau. Nitro đổi được mạng của Hazard thành công, chuẩn bị đánh bom xe B. Và bây giờ Twitch lại nghe thấy đối phương rồi. Twitch lại đang lùi lại. Twitch đang không còn bom. Nitro đang còn full bom, còn lửa. Tuy nhiên Nitro là người bắn A. Và bây giờ lại back về 3A. Các bạn để thấy bắt bài. Lần này thì Optic Gaming họ không đánh về B mà họ đánh về A. Trong khi đó thì Nitro đã yếu máu rồi. Có flash ném ra và chúng ta xem Nitro. Bây giờ thì Nitro, ui dồi ôi, ui dồi ôi, vãi lồn. Ông ném flash và ông nhảy ra trắng xóa, nó che tay để cho thằng Twitch bắn chết ạ. Như phim hài luôn. Vãi lồn, team gốc của hai của cái team này buồn cười vãi lồn. Và giờ lập đúng 2 vết 3. Còn giờ thì Rớt đang góc đứng rất đẹp. Góc đứng của Rớt đang là rất đẹp các bạn có thấy. Nếu đối phương retake thì khả năng rất cao Rớt sẽ có mạng của chúng này. Và như vậy quyết định xếp súng lên là hai player team Liquid. GDM yếu máu rồi. GDM bắt buộc phải lùi về và Rớt sẽ đuổi theo. Rớt nghe thấy chắc chắn là như vậy. Vâng, 2 năm dành cho team Optic Gaming. Optic Gaming, Liquid và NiP đều là 3 team không được tham dự Major ở cái mùa năm nay. PGL, cái giải đấu PGL Major. Nếu như NiP bị loại ngay từ cái vòng loại online thì hai team Liquid và Optic bị loại ở cái vòng thi đấu cuối cùng vừa rồi, trong cái giải đấu vừa diễn ra cách đây vài ngày, rất là đáng xấu hổ. Thế nên việc ba team, việc mà hai team lọt vào vòng trong rất sớm ở cái giải đấu này đều là những cái team không vượt qua vòng loại, thì các bạn hiểu được giải đấu này nó như thế nào. Các top team họ đang có những sự thử nghiệm, hoặc là họ đang cố gắng giấu bài hoặc gì đó. Trong khi đó thì những cái team như Liquid hay Optic Gaming hay NiP thì họ không còn gì để mất. Họ sẽ bắn hết mình ở cái giải đấu này và họ sẽ muốn thể hiện một điều gì đó, vớt vát lại cái vòng Major vừa rồi. Và bây giờ lại là một thùng bắt bài nữa. Liquid bây giờ họ đang bắn solo A 4B đến các thành viên team Liquid. Vâng, Stenlau vừa ăn một quả nết và chỉ còn 15 máu mà thôi. Một round eco đến từ team Liquid. Liquid họ thắng liên tục và bây giờ thì set up bài vào xe B. Chúng ta xem lửa ném ra rất nhiều. Bây giờ là một thùng fake B đấy nha. Vâng, có một thùng fake về. Như vậy là chỉ là một thùng fake mà thôi. Lừa được đối phương rồi. Tuy nhiên thì đang ra bom hơi chậm. Và có vẻ như các thành viên team Liquid họ đang bắt đầu biết rằng mình bị lừa. Giờ thì đang có một thùng đấu súng. Taric chưa có mạng. Vâng, Taric đang lùi lại. Bom sẽ bị tràn vào A. Bây giờ thì GDM nằm xuống ở khu bom xe A bởi Hazard. Khó rồi. Sẽ là một thùng xếp súng thôi. Vâng, đấu súng chưa có mạng. Nhưng bom chắc chắn sẽ được đặt và không thể cứu bom từ lúc này. 3 năm dành cho Optic Gaming là điều chắc chắn, không có hy vọng nào cả. Vâng, Ben 10 nó vừa chat ở trên khung chat rồi.
trừ lương đến chết mình vẫn đi chơi người yêu bình thường, tại vì toàn được người yêu bao. Nghe nói người yêu với tên lương tháng 10 củ, 10 củ một tháng, nhưng mà càng làm anh em có trừ hết lương của nó không ăn thua. Tập này chỉ có trừ âm thôi, kiểu mỗi tháng làm xong phải ghi nợ, nợ khoảng 5-7 triệu, chục triệu thì may ra phải ăn thua. Và giờ làm tướng phi a lo nhanh, phi rất láo và như vậy lộ vị trí rồi. Stenlau phát hiện đối phương, trả ra một quả smoke lên Stenlau. Optic họ đang bắt đầu bắn láo rồi, họ đang tìm hướng rất nhanh. Bây giờ thì Starix vừa nằm xuống bởi GDM, bắn láo thành công, nhảy qua smoke một bạn đến Stenlau, nhưng Stenlau nằm xuống bởi quick square rồi. Giờ là một tình huống 4v3, lợi thế người và cũng lợi thế luôn về súng, khi mà các thành viên của team Liquid họ đang có cho mình 3 khẩu súng to, 2 khẩu AK và 1 khẩu M4A1S. Giờ thì khó cho Optic Gaming rồi, những tình huống phi lao cá nhân của họ đang không phát huy hiệu quả, khi mà ở Liquid họ đang có những tình huống teamwork khá là tốt, búp flash cho nhau, nhảy và check. Giờ thì Nitro đang quáng nhoi lên, Nitro chỉ đang kê thôi. Rust đang muốn bò vào bóng xa, bây giờ thì Rust không bò được, Nitro cũng đẩy ra timing rất chuẩn. Giờ thì Nitro đang lùi lại. Vâng, Nitro bị quay rồi. Bây giờ chúng ta xem Nitro có mạng của Optic. Nằm số 7 Rust rồi, 2v3. Bây giờ như vậy là suýt nằm số 7 Rust. Hai player của team Liquid chỉ đổi được một người, nhưng thanh niên Rust chỉ còn cho mình có 19 máu thì lúc này back về 2A đến team Liquid rồi. Vâng, vẫn đang hoàng giữ 2A. Có vẻ như Liquid họ đọc được. Bây giờ thì back về 1A và 1B. Bắt đầu ném bom, smoke ném ra, GDM sẽ back về hỗ trợ. Phải trả được bom xe đã lộ rồi, lửa được ném thêm vào, chuẩn rồi. Vâng, quả lửa chính xác. Và bây giờ chúng ta xem có mạng hay không. Solo em và Mixpel Elite đổi được một mạng đến từ GDM. Bây giờ thì GDM đối đầu với Rust, Rust chỉ còn 19 máu thôi. Bây giờ như vậy là Rust có mạng của GDM. Một tình huống headshot tuyệt vời từ Rust, tay rất to trong tình huống vừa rồi. 4 năm dành cho team Optic Gaming. Một pha tăng cơ rất tốt đến từ Rust, các bạn thấy. Tuy nhiên thì các thành viên của bây giờ thì Optic Gaming họ đang có khá nhiều tiền rồi. Vâng, 9.000 đến từ vị trí của Rust sau cái round đấu vừa rồi. Tỷ số bây giờ là 4-5. Full bài từ Liquid. Elite đang bắn một khẩu MP9. Một khẩu MP9. MP9 là một vũ khí gần như chỉ để bắn tầm gần, không thể bắn được tầm xa, vì khẩu MP9 bắn tầm xa đam nó rất yếu, cực kỳ yếu luôn. Đam nó ngang với khẩu Glock ấy các bạn ạ. Nhưng nếu bắn tầm gần thì MP9 nó có cái lợi thế là tốc độ ra đạn của nó nhanh. Còn tầm xa nếu mà bắn thì chỉ có khi mà bắn với đối phương eco full không giáp. Nhưng mà MP9 bắn tầm gần thì rất tốt, có thể hạ gục những khẩu AK. Những khẩu súng như UP15 hay MP9 ấy thì nó bắn tầm gần tốt, nhưng mà nó bị một vấn đề là nó bắn tầm xa không tốt. Vì vậy nên nếu mà không quá cố thì mình nghĩ rằng các bạn không nên đắp những khẩu này nhiều quá, trừ khi các bạn muốn full bom. Và giờ thì bắt đầu nhảy drop, và bây giờ Twist nhảy ra rất chuẩn. Một tình huống bunny khéo đến từ vị trí Twist, giữ được tham. Và bây giờ thì thanh niên Twist hết sạch bom rồi. Nhảy xuống drop, chiếm được từ drop đến từ team SK Game, team Optic Gaming. Và một cái lợi thế rất lớn dành cho Optic Gaming. Bây giờ thì vẫn còn smoke để che không be long. Thời gian đang còn 35 giây, và đây sẽ là một tình huống đánh bom CB rất chậm đến từ Optic. Chuẩn bài luôn. Họ chiếm vụ drop trước, sau đó họ chiếm belong nhẹ sau. Bây giờ thì chắc chắn Optic. Vâng, một tiếng cương. Bây giờ thì Twist đang quay mặt tránh flash. Twist đang một tiếng cương. Bây giờ Twist có được một mạng của Rust rồi. GDM hàng cũng Taric thành công. Bây giờ thì GDM, như vậy là Twist có được mình double kill, GDM cũng có được mình 2 mạng. Và cuối cùng thì Twist có được mình triple kill. Một round đấu xuất sắc đến từ vị trí của Twist, ở một vị trí rất khó. Các bạn thấy rằng Twist trong cái round đấu vừa rồi đứng một vị trí rất khó, một cái góc cương skill, và nếu bắn trượt thôi thì Twist sẽ nằm xuống. Nhưng đó là một tình huống đấu súng rất tốt đến từ chữ Twist. Và bây giờ tiếp tục là một round full buy nữa đến từ Optic Gaming, khi mà Rust vẫn đang còn cho mình 10.000 tiền. Các bạn thấy một mình Rust mua 3 khẩu AK trong round này. Và Optic đang chuyển hướng về đánh A rồi. Sau cái round đấu họ cảm giác rằng họ không thể đánh được B. Và đây là quả smoke. Quả smoke này che đâu đây? Quả smoke che cửa hay là che tầng 2 từ sớm? Một bài ném quả smoke rất sớm, các bạn thấy. Đây là một quả smoke, hình như là quả smoke tre tầng 2. Bây giờ thì tràn thẳng lên mid, mid 2A luôn, rất cục luôn. Và bây giờ chúng ta xem, không phải đó là một quả smoke tre cửa được ném từ quá sớm. Lửa được ném vào rất nhiều, bắt đầu trả bom đến từ các viên team Liquid. Bây giờ thì bị quay rồi, Twist có cho mình một mạng của Rust. Bây giờ thì bắn trượt và Nitro nằm xuống. Nhưng ngay lập tức Stenlau đổi được một mạng của Taric thành công. Stenlau có là một kill riêng mình. Bây giờ thì Stenlau nằm xuống 7 nát. Một tình huống mà Nitro bắn lỗi 2 viên orb trong tình huống vừa rồi.
Bom đang rơi khá khó. Tuy nhiên thì có smoke được che cửa, bắt đầu nhặt bom. Đang là một tiếng móc mid và elite đã gục Hazard thành công. Giờ chỉ còn một mình Nap mà thôi. Bom rơi khá là khó, 26 máu. Nhưng Nap đang có op. Chúng ta xem Nap bắn trượt và Nap nằm xuống bên elite. 7-4 dành cho team Liquid. Và bây giờ thì thực sự là một tình huống yếu tiền đến từ Optic Gaming rồi. Sẽ là một round eco, chắc chắn là như vậy. Vâng, đây là trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu ngày hôm nay rồi. Full Nico. Và như vậy là GDM vừa có được một mạng của Nat, một tướng phi láo thành công. Và giờ thì Nicho đã thể hiện khả năng spray khẩu MP9 của mình ở khu vực A-Log rất tốt. Vâng, hết một băng đạn anh mới giết được một thanh niên không có giáp và cầm trên tay một khẩu Glock, một băng MP9. Nhà có điều kiện mà. Bây giờ thì solo aim, cầm MP9 solo aim luôn. Khá là cục xúc đến từ Nicho. Tiếp tục là một màn solo aim và Nicho chỉ còn cho mình có 42 máu. Khi mà đối phương của anh không phải cầm khẩu Glock mà đang cầm một khẩu P250. Và bây giờ là một tướng đổi súng. MP9 được đổi sang cho Stenlau và bây giờ thí sinh tiếp theo. Bây giờ thì Nicho đang lui vào trong bom. Các bạn thấy Stenlau lại cầm MP9 ép sát mid để bắn nhau. Rất là hay đến từ bộ đôi canh A. Stenlau và Nicho đang là bộ đôi canh bom xe A. Bây giờ thì Optic Gaming họ vẫn đang loay hoay tìm phương án. Họ chưa thể tìm được ra phương án. Vào đâu cũng khó. Ui rồi, có lửa để trả ra những khẩu Glock của P250. Bây giờ Stenlau với khẩu MP9, chúng ta xem Stenlau có một mạng, Stenlau có được một kill. Bây giờ Nicho lấy được mạng của Taric, kết thúc round đấu số 8-4 dành cho thành viên team Liquid. Quá là đơn giản, một tình huống đổi súng hợp lý. Còn thanh niên yếu máu, đổi khẩu MP9 cho thanh niên nhiều máu. Vừa rồi là một chúng lag, không biết là do bọn SL hay là do cái gì. Bây giờ thì GDM đang một chúng đẩy thẳng qua quả smoke của đối phương. Các bạn thấy bắn rất cục. Và giờ thì bộ đôi của bom xe A đang bắn cường ở khu vực này. Chuẩn bị nhảy qua đấu luôn skin. Một mạng đến Stenlau, Nicho vào của đối phương. Bây giờ thì Nap đổi được hai mạng của Nicho và Stenlau. Các bạn thấy tình huống bắn đầu tiên là rất tốt, tuy nhiên thì Stenlau liên tục có những tình huống spray control ở cái mạng thứ hai thường xuyên bị lỗi. Và giờ thì Nap còn mình hai máu mà thôi. Nap chỉ còn có hai máu. Vâng, chuẩn bị làm tình huống chiếm drop đến từ các player của team Liquid, à team Optic Gaming. Bây giờ thì Taric có một flash ném ra trắng xóa và bây giờ thì Elite đầm xuống bởi Taric rồi. Có flash rất chính xác. GDM đổi được mạng của Taric thành công. Bây giờ thì GDM đang đối đầu với cả Rust. Bom xe vẫn đang còn một người. Bây giờ thì Twist hạ gục thành công Rust. Một tiếng ông tweet đứng một góc đứng khá bất ngờ. Giờ chỉ còn một mình Nap với hai máu mà thôi. Đi đâu con sâu bây giờ. Vâng, hai máu. Nap sẽ làm gì đây? Quá là khó trong tình huống vừa rồi. Và bây giờ thì Nap quyết định xuống drop. Vẫn làm tụng bắn 3A. Vâng, các thành viên của team Liquid họ đang làm gì vậy? Họ không tách người ra. Và họ sẽ chủ động để cho Nap đặt bom. Và sau đó thì retake sau. Bắn an toàn quá mức. Flash để fake B. Vâng, như vậy flash để fake B. Bây giờ thì Nap chuẩn bị có mạng hay không? GDM đang đứng kê. Bây giờ thì Nap phát hiện rồi. Như vậy Nap bắn lỗi và nằm xuống bởi GDM. 9-4 dành cho các thành viên của team Liquid. Liquid họ đang bắn rất tốt ở cái map thi đấu combo này. Mình đã bảo rồi mà. Mình dự đoán đấy. Khả năng cao là bọn Liquid sẽ ăn. Tại vì bọn Liquid nó bắn cái map này. Bọn Liquid nó có thằng cap ấy. Chính là cái thằng ngày xưa nó làm cap của team Baltic Gaming. Nó quá hiểu bốn thằng còn lại của team Optic nó như thế nào. Bạn thấy rằng lối chơi của tay của bọn Optic thì không kém bọn Liquid là mấy. Nhưng mà lối chơi thì đang bị counter hoàn toàn. Và bây giờ thì Optic Gaming đang chuẩn bị setup full bomb side B. Đứng lại là cái bài setup full bomb side B. Smoke chuẩn bị ném ra. Bằng smoke của ném ra sẽ là một tình huống phi thẳng xuống luôn. Bây giờ thì chuẩn bị tăng ra. Có flash được ném ra dập trời và có lửa bắt đầu được trả ra. Nhảy xuống đến từ một player của team Optic rồi. Nhưng GDM vừa hạ gục Mixwell. Bây giờ là một dùng purify rất tốt. GDM đang bị quay. Chúng ta xem GDM nằm xuống bên nát rồi. Ngầm khẩu ọp rơi vào tay đối phương rất là nguy hiểm. Bây giờ thì búp flash nhảy qua smoke. Một mạng đến từ Taric. Taric có được một kill. Taric nhặt được AK rồi. Bây giờ thì Taric hết đạn.
Vâng, Taric đổi ra một cầu vòng S, tiếp tục đục và Taric nằm xuống với Stenlau. Nhưng đó là một tình huống tăng xuất sắc đến từ vị trí của Taric. 1 PI là 10 tăng thẳng qua Smoke và có cho mình hai mạng bắn yếu luôn Stenlau. Giờ sẽ là một tình huống stack. Ui, lên này, địt mẹ mày lên này. Vâng, một tình huống nhoi lên không thành công. Và bây giờ thì chắc chắn là một tình xếp súng từ Nicho thôi. Yếu tiền, Liquid họ cũng không quá giàu đâu. Bây giờ thì Nicho, vâng, Nicho nằm xuống với Hazard. 5-9 dành cho Optic Gaming. Một tình huống setup pull bomb xài B và Taric có một round bắn rất tốt. Bây giờ thì vẫn đủ tiền full buy từ team Liquid. Vâng, lại chuẩn bị đánh bom xài B nữa hay không? Như vậy là một đúng chặn đớt lên. Một lửa và một nết đẩy được Taric lùi lại. Taric đang đứng trên lửa, Taric không biết điều này. Vâng, Taric vừa ăn nết và lửa, chỉ còn cho mình có 25 máu. Lần này thì không thể phi láo được rồi. Máu đang khá yếu. Nó chuẩn bị đánh bom xe bê láo. Một flash đã ném ra, tràn đằng qua. Bây giờ thì chúng ta xem Taric tăng xuống. Taric nằm xuống bởi Twist rồi. Twist có double kill cho mình, trả một smoke. Twist có triple kill rồi, bắn rất tay to. Bây giờ thì Twist nằm xuống bởi Hazard. Mixwell có mạng của GDM trong khu bom xe bê 3v2. Vâng, nhìn thấy đối phương Elite đang làm gì vậy? Elite đang đứng giữa hai quả smoke. Bởi thì Elite vẫn chưa lộ vị trí. Rất lì đòn đến từ Elite. Elite đang bò ra. Elite kết thúc được Hazard và tỷ số là 10-5 dành cho team Liquid. Và bây giờ Liquid họ chỉ là Crown Pistol này là họ có một cái cơ hội rất lớn để kết thúc trận đấu ngày hôm nay. Chỉ cần ăn được Crown Pistol này thôi, cơ hội đang là rất lớn. Vâng, hôm qua trận G2 nó diễn ra lúc mấy giờ anh em? 4 giờ đúng không? Tại vì hôm qua mình nhớ là điểm mình sẽ kể câu chuyện đêm hôm qua. Con ngủ ở trên này. Hey, what's up, guys? I'm here with JDMs on the sidelines at the MMC. These guys are gearing up to play Optic a little bit later. 2-0 right now. Coming into this one, how's it feeling in the team? It's feeling good. I mean, can't be worse than or better than 2-0 right now. So 2-0 is where we want to be, and we just want to get that third one so we can get to the corners and play in front of the crowd. Absolutely. Yeah, we touched a little bit on playing in the crowd earlier. We were talking, catching up. But what is it like to have that sort of vibe when you guys are on the stage playing in front of that many people? Last year we were here for ESL Cologne for the major, and the crowd was amazing. That was like the best part of the tournament, I feel like. That's just what we want to do. We want to play in front of them again and get that atmosphere again. And Twist, he hasn't experienced it. So, and same thing with Peter. So just want to do that for them. And because it's just amazing. The crowd is great, so that's the plan. Well, 100% we will be seeing an NA team on that stage. But you say the major. Now, you guys didn't qualify for the major. Coming into this event, though, how important is Cologne with that? I was hoping you wouldn't bring that up. But my bad. No, that's fine. Right now, we're trying to just forget about that right now. It's a lot of disappointment, but we're trying to focus on this one and try to win it all because it's our last event before the players break. And yeah, just giving it our all for ESL Cologne. You guys going up against Optic here, obviously playing them in the region several times over the course of, you know, Pro League season, here and there, obvious other tournaments. When you go to play them in a matchup here, is there a different sort of mindset? Do you have to use different strategy? What is the approach when playing in a rival, so to say? It's just more of playing our own game. We know what they do, they know what we do. So it's kind of a mind game in that sense, but we just play how we normally play. Well, I want to wish you the best of luck, and I hope you guys do take it all the way to the house.
Và bây giờ chúng ta cũng đến với những round đấu tiếp theo, những round Piston khi hai team đổi sai với nhau. Một khẩu Dubaresta và một quả nết đến từ vị trí của Nap. Rất dị trong tình huống này, lên khẩu này chắc là xác định là hốt 3, hốt 4 đây. Một tình huống solo A đến từ Optic Gaming. Và bây giờ thì Liquid họ đang muốn đánh mid. Tình huống bắt bài rất chuẩn xác, A giật solo A. Còn Optic thì đang muốn đánh mid, không có smoke, không có kit. Thực sự thì khó hiểu cho Optic Gaming trong round này. Họ không lên smoke và họ không lên kit, mà lại lên một khẩu Dubaresta. Ngày xưa thì mình hay gọi Dubarest. Và giờ như vậy là A giật đẩy, A lo không thành công, vẫn nằm giúp ở stand low. Một player ở team có bách về hay không? Như vậy cũng thùng bách về đến từ một player của team Optic Gaming. Có vẻ như đó chính là Nap. Nap chính là người bách về ở tình này. Khó rồi, bây giờ thì Nap đang ép mid gần. Nap lại đẩy tiếp, các bạn để thấy rằng Liquid họ đang bắt bài rất chuẩn. Họ đang bắt bài rất chuẩn khi mà họ đang chờ Nap đẩy một lần nữa. Và bây giờ Nap đẩy ra, Nap lộ vị trí rồi. Bây giờ thì chuẩn bị tràn vào. Nap có một bàn, Nap có double kill. Vâng, Nap nằm xuống với Elite, nhưng đó là một tình huống rất tốt của Nap. Vâng, Dubaresta. Tuy nhiên thì Twitch đang một tình huống bài tờ, một tình huống bài tờ nối. Bây giờ Twitch sẽ móc. Bây giờ chúng ta không xem tình huống này. Vâng, Twitch đang móc ngược, thời gian đang còn đủ để cho Twitch móc khu vực bom say, móc nối. Bây giờ thì Twitch đã cũng thành công Mixwell. Twitch có biết rằng Rớt ở đây hay không? Điều thì Rớt, như vậy Rớt đẩy vào, Rớt có mạng Twitch rồi. Vâng, Rớt đang lùi lại, Rớt có nằm xuống, Rớt nằm xuống bởi stand low. Bom sẽ đánh A hay đánh B đây? Như vậy bom đánh vào bom xe A. Tarik đang là người móc B long, Tarik đang móc thẳng vào mid rồi. Và giờ thì bom được đặt. Vâng, một tiếng cũng đặt bom. Bây giờ thì bom đặt khá đẹp, kín. Và giờ thì Tarik có vẻ như các thành viên của team Liquid họ đã đoán được Tarik ở hướng này. Giờ thì Tarik đang kê. Vâng, chưa ai biết đây. Bây giờ Tarik lộ tiếng rồi, Tarik đang bò vào, khó cho Tarik rồi. Một nết để trả ra. Bây giờ thì Tarik đang gặp khó. Thêm một quả flash nữa và Tarik nằm xuống bởi stand low. 11 năm dành cho team Liquid. Khả năng rất cao là Liquid sẽ là cái tên tiếp theo vượt qua vòng bảng trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, quả Dubaresta. Hai mồm rất chính xác đấy từ vị trí của Nam. Tuy nhiên thì Twitch có một tình huống móc bom xe B quá hay. Và bây giờ là một tình đẩy A-Long, chiếm khúc của A-Long đến từ team Liquid thôi. Và mục đích của họ chỉ là chiếm. Đây là một round mà Optic họ đang eco. Họ đang kê cô gần như là full. Một bạn đến từ vị trí của Hà giật rồi. GDM là người nằm xuống. Lợi thế người dành cho các thành viên team Optic game mình. Vâng, một tiếng bắn rất tốt đến từ vị trí của Hà giật. Và giờ Twitch đang quáng đẩy ra. Twitch nằm số 7 rớt ở vị trí Europe. 3 vết nằm. Tuy nhiên thì lợi thế về súng và giáp thì vẫn đang thuộc về Liquid. Liệu họ có tận dụng được lợi thế này hay không rồi. Có một tiếng móc mid. Và bây giờ là một tiếng móc mid và có mạng hay không. Bây giờ Mixwell đang nghe thấy Nitro rồi. Có vẻ như Mixwell đã biết được. Bách về bom xe A, bách 4 A. Bắt đầu bỏ bom xe A. Bây giờ thì Nitro như vậy lộ vị trí rồi. Hazard nằm xuống với stand low. Nhưng Mixwell vẫn đang nấp rất điểm. Bây giờ thì Mixwell bị hụt Nitro. Bom xe A thùng và không đổi được người nữa. Giờ thì khó rồi khi mà đối phương bắt đầu chiếm được bom. Nitro đang quáng đẩy bom. Bây giờ thì đang muốn nhờ ra và chúng ta xem. Đấu súng nhưng lợi thế về súng đang thuộc về các viên team Liquid. Và cả giáp nữa. Stand low với cả Nitro cần phải tỏa sáng. Bây giờ thì stack lên. Như vậy một góc nhìn rất đẹp. Chưa có mạng đến stand low. Lộ vị trí rồi. Móc mid đến từ vị trí của Elite. Và chúng ta xem Elite hàng về. Bây giờ thì Elite có mạng của Nap. Và stand low kết thúc được rớt thành công. 12 năm dành cho team Liquid. Round đấu vừa rồi nếu là một round đấu mà team Optic họ có giáp 2 thì mọi thứ mình nghĩ rằng sẽ khác rất nhiều. Tuy nhiên đó là một round mà các thành viên team Liquid họ eco gần như là full. Họ chỉ có cho mình những khẩu PA50 mà thôi. Thì rất là khó. 12 năm dành cho Liquid. Và bây giờ tiếp tục làm round eco nữa đến từ Optic Gaming. Đang bắn khá là cẩn thận. Và giờ thì phi thẳng từ mid lên A. Vâng, một tình huống tăng thẳng ở mid lên A. Và chúng ta sẽ xem bây giờ thì GDM sẽ làm gì. Nhảy vào đến từ vị trí của Twitch đang tăng rất nhanh. Và bây giờ GDM có check kỹ ông. GDM nằm xuống với Hazard một lần nữa. Tiếp tục với Twitch có cho mình một mạng. Elite có cho mình hai mạng. Twitch có double kill. Chỉ còn lại một mình Nap mà thôi. Vâng, Nap cho tình huống này rất khó rồi. Tỷ số chắc chắn. Bây giờ thì Nap đổi được một mạng của Twitch thành công. Bây giờ thì Nap chưa có double kill. Nap bắn yếu luôn cái Elite trong bom. Bây giờ thì Nap nằm xuống với stand low. 13 năm dành cho team Liquid.
Vâng, GDM lại một lần nữa ăn một viên PM10 của Hazard vào mồm và không được chơi game. 13 năm dành cho các thành viên của team Liquid. Vâng, một trận đấu diễn ra vào giữa đêm giữa hai team không nổi tiếng cho lắm. Tất nhiên anh em chọn lựa chọn phương án đi ngủ là một phương án hợp lý. Bây giờ thì các thành viên Optic họ đang bắn với đội hình 2A và 3B. Vâng, và Liquid cũng vậy, các bạn thấy Liquid cũng chia đội hình y hệt 2A đối 2A và 3B bắn 3B. Stenlau với cả Nicho có lẽ sẽ là hai người đi A, không phải. Stenlau đi A với một player khác và giờ là một spam. Staric vừa bị bắn yếu. Còn bây giờ Staric bắt buộc lùi lại tại vì cái góc đứng vừa rồi của Staric là một cái góc bị ném lửa. Và nếu không lùi Staric sẽ ăn lửa đẩy lên đến từ vị trí của Nap. Nap đang là người có ọp, một lửa để ném ra. Bây giờ Nap bằng Nap chuẩn bị phải lùi vào. Bây giờ Nap nếu đẩy ra chắc chắn sẽ nằm xuống với GDM. Nap lộ vị trí rồi. Vâng, Nap ăn lửa và cũng yếu luôn. Như vậy hai player của team League, team Optic chưa bắn nhau đều đã yếu. Bây giờ Stenlau đang một mình bò vào xe à. Vâng, lộ vị trí rồi. Stenlau chuẩn bị sẽ một thứ móc máy. Bây giờ Stenlau nghe thấy luôn cả Hazard rất di chuyển cực kỳ khéo. Đúng là Stenlau đọc được đối phương. Stenlau có mạng của Hazard rồi. Thật sự là khả năng của một player đã từng chơi cùng team đổi được một mạng đến từ vị trí của Mixwell. Nhưng ngay lập tức Mixwell nằm xuống bên Nicho. Bom xe A thủng quá dễ dàng. Một tình huống Stenlau bò bom xe A và không ai biết điều gì cả. Vâng, đó là một tình huống hack não. Stenlau hack não chính những player cũ đã từng thi đấu với mình. Các bạn ấy thấy một tình huống mà Stenlau bắt bài bắn thủng bom xe A quá đơn giản. Và thực sự thì Optic không có cơ hội trong trận đấu ngày hôm nay. Mười bốn năm dành cho team Liquid. Vâng, captain của team cũ giờ đối đầu những người đồng đội gần như từ bên phía T-side đến bên phía T-side. Mình thấy rằng Optic họ, Liquid họ bắt bài được hoàn toàn lối chơi của team Optic. Rất khó cho Optic trong trận đấu này. 14 năm bây giờ thì vẫn có thể full bài bình thường đến từ Optic Gaming khi mà họ xếp thành công 3 súng trong round đấu trước. 14 năm. Bây giờ là một tình huống tiếp tục một tình huống chiếm bi lòng nhanh. Nết được trả ra. Bây giờ Nap, Nap chưa có mạng. Nap bị bắn yếu rồi. Nap chỉ còn có 25 máu mà thôi. Một tình huống phi lên cố gắng pick người của Nap nhưng không thành công. Ăn một quả nết và một tình huống purify. Và bây giờ Nap chỉ còn có 25 máu. Và giờ thì tiếp tục thì Liquid họ vẫn bắn với đội hình rất cơ bản 2A và 3B. Chúng ta cũng xem hai bom xe A có đẩy nữa hay không. Sẽ là một tình huống muốn chiếm drop. Rush đang là người canh drop. Và Rush đang hết sạch bom. Các bạn thấy bắt đầu chiếm drop chậm rồi. Một smoke che, một lửa che bên dưới chân, thêm một quả flash để check. Giờ Rush đang muốn tăng vào. Chúng ta xem Rush, Rush sẽ đối đầu Nicho. Như vậy Rush bò vào, Rush có mạng của Nicho rồi. Một tiếng bò vào và sấy headshot được Nicho ngay lập tức. Giờ thì vâng, hai bom xe A bắt đầu bò bom xe A. Chúng ta cũng xem Hazard. Ui giời, lại chổng deep vào mặt Stenlau rồi. Các bạn để thấy Hazard trong trận đấu ngày hôm nay đang thất bại hoàn toàn trong việc đối đầu Stenlau. Giờ thì lửa ném trong cao, chưa có mạng. Lộ vị trí rồi, Taric lộ vị trí. Mixwell nằm giống bởi Tweet. Elite có mạng của Rush, đổi được mạng đến từ Taric. Nhưng Taric nằm giống bởi Elite. Tỷ số là 15 năm dành cho team Liquid. Vâng, Hazard trong trận đấu ngày hôm nay liên tục bị Stenlau hack não. Vừa chổng mông quay lưng thì đối phương ra một tình huống sai timing hoàn toàn đến từ vị trí của Hazard. Giờ thì một mình Nap xếp thành công khỏi AWP. Trận đấu có vẻ như sắp kết thúc. Và hôm nay tôi sẽ được nghỉ sớm một chút. Trong đoạn cuối thì sẽ có một chương trình kể chuyện một chút thôi, được kể lại một chút về một vài câu chuyện. Mình sang mình lấy lon bia nữa, thêm ít lạc nữa, mình ngồi mình tâm sự với anh em cũng được. Hôm nay mình đang khỏe, cũng đang dày. Mình sẽ tâm sự chút cho mình ra, mình check mail một vài công việc nữa mình đi ngủ. Có thể là mình sẽ xem thêm một cái demo hoặc gì đấy. Trận đấu ngày hôm nay thì đơn giản rồi. Các bạn thấy 15 năm dành cho team Liquid, không còn nhiều điều để nói. Và Liquid sẽ là cái tên tiếp theo vượt qua vòng bảng sau Nip.
Vâng, Nip, sau đó Liquid, hai team vượt qua vòng bảng đầu tiên. Ôi nhỉ, anh em nói nướng mực tôi nhớ, nhà tôi còn con mực mà quên chưa nướng, quên không mang lên đây để nướng, phí quá. Tầm nay mà có mực uống, uống bia thì cũng sướng. Cuộc đời đéo còn gì bằng. Tí nữa ra xem có quán bia nào mở đêm không, địt mẹ đi kiếm cái gì ngồi nhậu cũng sướng. Mười lăm năm dành cho team Liquid. Trận đấu sắp kết thúc rồi. Bây giờ ui dồi ôi, GDM chưa có mạng. GDM có tiêu kê trước và Mixwell suýt nữa thì nằm xuống. Nhưng mà GDM có một góc kê đẹp hơn rất nhiều. Vẫn là cái tactic cơ bản default 3B và 2A. Tuy nhiên thì bom xe A từ đầu trận giờ đang bị thủng rất nhiều. Các bạn để thấy rằng một sự khác biệt khi Mixwell chuyển sang bắn bom xe A, cầm off sang bắn bom xe A sau những tình huống mà Hazard để mất bom xe A cực kỳ trong vánh. Và giờ Trick đang vẫn muốn là người đi nối. Trick đang chết ở vị trí drop này khá nhiều lần rồi. Và bây giờ lại bom xe A. Vâng, Mixwell là người kê khúc belong. Bây giờ thì Hazard, Hazard lần này có được một mạng nhưng nằm xuống bởi Elise tràn lên bom xe A. Các thành viên của team Liquid biết rằng, chắc chắn họ biết rằng có một orb. Bây giờ thì họ đang fake A và họ sẽ đánh B. Vâng, bây giờ thì fake A và ném rất nhiều bom và sau đó thì đùi về B, chạy thẳng về bom xe B. Vâng, như vậy là Optic Gaming họ đoán được điều này không? Nap đang là người bỏ. Bây giờ Nap, Nap sai timing và Nap nằm xuống bởi Twist rồi. Mất bom xe B, một tiếng fake bom. Giờ Trick đã nhìn thấy vực, Trick có double kill cho mình khi ông Taric. Thôi thì trận đấu kết thúc. 16 năm dành cho team Liquid. Hai ông tướng kia xếp súng thôi chứ tầm này bắn gì nữa. Mixwell tầm này cũng chán rồi. Cứu thế lồn là được. Mà vẫn phải cứu. Cứu đâu nhớ kể. Ui trời ơi, xếp súng đi em ơi. Thằng đéo này chả thua. Xếp súng cho lấy danh dự thôi. Ai chà, ai chà. Ui giời, không được rồi. Rồi bây giờ mình sang mình lấy ít lạc ở đây. Ngồi làm lon bia buổi đêm cho nó vui vậy.